Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dream. Feel your whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been what I have been. Lucky to be coming home again. Can I have the day with you? Nothing more that I would choose. Nothing more that I could use than a little laughter and moon sitting with you. I see the moon with you. Nothing more that I wouldn't choose. Nothing more that I could use than a twilight and a twinkle of. Làm TikTok đấy mà không được lên xuống, anh em cứ cắt cái mặt tôi gắn vô hôn video của anh em là auto lên xuống luôn. Quá mọi người ạ, nhờ TikTok độ mình đã bán hết hàng chỉ sau 5 ngày. Bây giờ không biết nên vui hay nên buồn nữa. Gần như là hết hàng không còn để bán. Ngậm ngùi từ chối các bạn, lòng mình đau như cắt đấy. Này gặp nhiều bạn khách đáng yêu lắm, tâm sự các kiểu rồi đặt hàng lia lịa không chấp tay, tích cực luôn á. Những ngày qua bận rộn làm việc không ngừng nghỉ, từ việc check tin nhắn, chuẩn bị hàng, check kho rồi gói hàng, quay video. Bình thường cái điện thoại của mình một ngày sạc một lần mà nay sạc đến 3 lần mới kịp đấy. Mình đã order hàng mới rồi nhưng mà chưa biết bao giờ về. Công việc hiện tại của mình là sẽ làm video và up cho mọi người ngắm nghía thành quả như thế nào. Hy vọng sau đợt này mọi người vẫn ủng hộ mình tiếp nhé.
đơn hàng tình bạn. Chị ơi, em muốn mua đôi để đeo cùng bạn thân mà đeo đi học được ý chị. Có luôn em ơi. Cô gái đã chọn luôn hai chiếc vòng tay dây kéo và hai đôi khuyên tai hình trái tim nhẹ nhàng đáng yêu này nè. Bạn nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng mà. Thôi bây giờ gói lại nào, tự nhiên nhớ hồi đi học ghê. Mình với đứa bạn thân suốt ngày dính lấy nhau, trốn học cũng cùng nhau luôn. À hi hi, còn các bạn thì sao? Hãy comment cho mình biết với nhé. Đồ đôi nên tặng quà cũng đôi luôn nè. Chúc hai cô gái mãi có một tình bạn đẹp nha. Xin chào mọi người, Cutie Corner đây. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cách mà mình đã được nhiều view hơn nha. Ngoài việc phải đăng clip thường xuyên, phải đi tương tác, thả tim vân vân các thứ, thì đây là một cách ngoài lề. Mình đã sử dụng phép thuật. Đùa xíu thôi, thật ra mình đã áp dụng định luật hấp dẫn đó. Đây là một luật mà các bạn có thể đạt được điều mong muốn trong một thời gian. Mình đã áp dụng định luật hấp dẫn 5-5-5. Ví dụ là mình sẽ viết một câu trong 5 ngày và một ngày thì viết 5 năm lần. Cũng đáng thử chứ hả? Khi viết thì các bạn cũng phải có niềm tin. Mình là một người rất là chăm tương tác, chăm tim nè, và cả đăng viết đều đặn nữa. Điều đó đã tạo cho mình một niềm tin là viết của mình sẽ được nhiều view. Nếu các bạn muốn, các bạn có thể áp dụng cho những việc khác nữa. Các bạn muốn biết thêm về luật hấp dẫn thì hãy search trên TikTok nha. Mình thấy có nhiều người làm viết về chủ đề này lắm. Mình mong video này sẽ giúp ích cho các bạn. Tạm biệt. I just need some coffee in the morning, no sugar or tea, 'cause I can feel my eyelids falling, they're trying to sleep. But if I take a sip of caffeine, then surely I'll be awake until the evening, until we get back to sleep. Boiling, half asleep, I'm swaying left and right. But suddenly the rich aromas drift up to my face, and now I'm thinking, am I gonna stay awake today? I just need some coffee in the morning, no sugar for tea.